Hôm nay thì nhân vật chính là bác sĩ Hồng, nên bác sĩ Hồng có thể chia sẻ về những cái mẹo mà chúng ta có thể có sức khỏe tốt hơn. Và trong đông y thì nó có một cái thuật ngữ đó là trường sinh bất lão, đúng không ạ? Đó thì xin mời bác sĩ Hồng nha. Dạ vâng, nói chung là trong cái về việc của đông y với tây y thì thông thường là các cái bệnh lý về tây y thì các bác sĩ sẽ thiên để tìm ra các cái nguyên nhân sâu xa, các cái nguyên nhân để mà mình điều trị cả về triệu chứng bệnh cũng như là các nguyên nhân. Nhưng mà riêng với trong về bề mặt của đông y ấy, thì các cái triệu chứng bệnh mà khởi phát, ví dụ như các cô bác anh chị đang gặp các cái vấn đề về đau nhức xương khớp này, mình có viêm khớp hay là bất kỳ một cái triệu chứng bệnh gì, kể cả về bệnh lý gan hay dạ dày ấy, thì nó sẽ là một cái biểu hiện của cái tình trạng ngọn của đông y đó. Cho nên là đông y nó sẽ thiên về cái chức năng là mình sẽ điều trị và mình sẽ dưỡng từ tất cả những cái tạng mà ở gốc của cơ thể của chúng ta, đó là cái ngũ tạng ở trong cơ thể, thì nó bao gồm nó có thận này, có phế này, có tỳ này, có can này đó, thì nó sẽ có 5 cái tạng đó để mà chúng ta điều trị, và chúng ta sẽ bồi dưỡng nó theo một cái quá trình, và bằng cái việc là nó bồi dưỡng 5 cái tạng gốc chính này trở lên thì sau đấy thì nó sẽ phòng tránh được những cái bệnh tật, là những cái bệnh lý về ngọn mà chúng ta phát hiện những cái về về sau này ấy. Đó, cho nên đông y nó sẽ quan trọng về cái chức năng là dưỡng sinh toàn thân là vì như thế. Và theo cái chủ đề ngày hôm nay thì bác sĩ Hồng muốn hướng tới và giới thiệu cho mọi người các cái phương pháp mà chúng ta có thể tự tập dưỡng sinh tại nhà để mà có thể giúp bồi bổ cái ngũ tạng này lên trong cơ thể. Bởi vì bản thân cái ngũ tạng này nó sẽ tương quan đến các cái tạng trong cơ thể và nó liên quan đến cả cái lục phủ đó. Mọi người sẽ hay nghe để cái câu là lục phủ ngũ tạng ấy. Thì mình bằng cái việc là mình sẽ dưỡng sinh bằng cái chế độ ăn là một này, mình sẽ có những cái động tác để mà mình tập dưỡng sinh này, và mình sẽ có những cái hệ thống huyệt để mà mình bấm huyệt và làm gọi là khởi động cái tinh khí thần trong cơ thể của chúng ta, làm cho chúng ta có một cái gốc nó được khỏe mạnh, thì từ đó nó cân bằng âm dương, thì nó sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa được bệnh tật về sau mọi người nhé. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cái đầu tiên mà sẽ hướng đến là đầu tiên nó sẽ là cái về phương pháp tập thở bốn thì. Đó. Bình thường thì các cô bác anh chị mình hay nghe đến cái vấn đề là chúng ta tập thở để giúp cho cái việc mà chúng ta tập thể dục hàng ngày để cho nó hiệu quả và giúp cho cái thông khí ở phổi nó được tốt hơn ấy. Nhưng mà trong trong đông y thì nó sẽ có một cái phương pháp gọi là phương pháp tập thể bốn thì, để nó giúp làm giãn nở toàn bộ cái khí nó đi vào tận đan điền, vào tận cùng các cái phế nang và đi xuống cái phần khu vực ở các cái tạng phía dưới, để giúp cho cái việc mà các cái tạng của chúng ta nó luôn luôn nhận đủ được các cái khí tốt, và nó sẽ sau đó là một cái quá trình nó đào thải các cái gọi là những cái cặn khí, những cái khí không tốt ra bên ngoài đó, thì nó sẽ áp dụng theo cái phương pháp thở bốn thì. Đó, mình mà kết hợp được cái phương pháp thở bốn thì này thì các cái yếu tố ví dụ như khi các bác tập thể dục này, hoặc là khi mà mọi người kết hợp trong các việc mà chúng ta điều trị bệnh ấy, thì nó là một cái yếu tố vô cùng tốt đó. Tại vì cái thở bốn thì nó cũng sẽ là góp cho cái phần gọi là cái chính khí trong cơ thể của chúng ta nó hoạt động nó được hiệu quả hơn, và nó giúp cho cái khí huyết đi trong cái lòng mạch của chúng ta nó được lưu thông, các cái cơ quan nó được nuôi dưỡng đầy đủ đó, thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái phương pháp tập thở bốn thì. Tuy nhiên thì nó sẽ không thực hiện dễ đâu, mà chúng ta sẽ phải học và chúng ta sẽ thực hiện tập từ 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 từ, đến lúc mà khi mà chúng ta nhuần nhuyễn thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tác dụng của nó rất là hiệu quả. Đối với cái bước đầu tiên trong phương pháp tập thở bốn thì, có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn cái chuẩn bị bước đầu tiên để mà chúng ta quay vào thở bốn thì, vậy là chúng ta sẽ tập ở tư thế một là ngồi, hoặc là tư thế thứ hai là chúng ta nằm. Nằm là cái tư thế tốt nhất và thích hợp nhất để chúng ta luyện tập thở, và một tay thì mọi người sẽ giúp bác sĩ Hồng là một tay chúng ta sẽ đặt ở khu vực phía ngực và một tay chúng ta sẽ đặt ở phía bụng nha. Đó, đây sẽ là cái bước chuẩn bị đầu tiên khi mà chúng ta Nghĩa là tập bây thở giờ là bốn thì. nằm xong một tay đặt lên ngực, Một một tay tay đặt lên lên ngực bụng và một đúng tay không? đặt thì đầu tiên có nghĩa là chúng ta sẽ hít thở từ từ và hít thật sâu, và cùng với đó lúc này thì chúng ta sẽ để ý cái tay chúng ta bắt đầu cái phần ngực chúng ta nó phồng này, và cái khí của chúng ta mình dần dần cố gắng hít làm sao để cho cả cái phần bụng của chúng ta nó phình ra nha. Thì đây nó sẽ là cái thì đầu tiên, hít vào sâu từ từ để Là chúng ta phình sẽ cả hít ngực vào cả sâu bụng. từ từ, phình cả ngực cả bụng nha. Đúng rồi ạ, Hết phình hết cả ngực cỡ cả hết bụng, cỡ đắp hết tay cỡ ra. cô ba anh chị nào, hết cỡ nào, hết cỡ nào, hết cỡ, hết hết sức có thể nhá. Rồi Chúng ạ, ta có sẽ giữ tập trong từng 15 bước đi giây cho không ạ? thở đó giữ. Sau đó là cái thì thứ hai chính là cái thời thì nín thở để giữ, làm cho cả cái vùng này của chúng ta nó được giãn nở toàn bộ, và cái khí của mọi người nó sẽ được đẩy ở xuống các cái vùng đan điền ở phía dưới, thì nó sẽ đến được tận cùng của các cái phần tạng của chúng ta. Đấy, thì thứ hai là chúng ta sẽ giữ nha. Đó. Cái thì này chúng ta sẽ cố gắng giữ làm sao bằng với cái thì đầu tiên mà mọi người thở ấy. Đó, đấy là cái thì thứ hai. Sang đến cái thì thứ ba là bắt đầu mọi người sẽ hít thở ra từ từ, thì bắt đầu cái bụng của mọi người sẽ hóp hóp dần lại, hóp dần lại, đến khi nào mà hóp hết cỡ thì cùng với lúc đó là cái khí nó sẽ đẩy ra được hoàn toàn ở phía bên ngoài. Thì đấy sẽ là thì thứ ba.
Và thì thứ tư thì sau Từ khi từ mà bình tĩnh rồi bác sĩ Hồng ơi, chậm, từ từ bình tĩnh rồi, từ từ hôm nay thì bác sĩ Dung đang bị mất cái iPad con lấy trộm rồi con lấy để chơi rồi đó. Thì chúng ta hình dung đây là phổi của chúng ta đúng không cô ba anh chị? Ở đấy thì phổi thì trông nó sẽ trông như thế này nhá, chúng ta có hai lá phổi ở hai bên đúng không ạ, phổi bên phải thì có hai thùy, phổi bên trái thì có ba thùy đúng không ạ. Đây thì cái phổi bên phải bên trái nó sẽ khác nhau, chúng ta sẽ thấy là nó chia các cái thùy ra với nhau, và đây là hình thái của phổi khi mà nó đong đầy khí nhá, còn khi mà không có khí thì nó sẽ xẹp xuống, nhưng mà phổi của chúng ta lúc nào nó cũng phải phải phồng lên như thế này và giảm xuống như thế này đúng không cô ba anh chị. Và ở giữa ấy, thì mọi người có thể thấy đó là cái hai cái đường phế quản chính đi vào phổi nó bị chia đôi ở giữa ấy, thì đó là phế quản chính đó đúng không ạ. Chúng ta sẽ thấy từ trên xuống đó là thanh quản, khí quản, phế quản đúng không ạ, dần dần nó sẽ xuống và nó tách ra là phế quản đó. Thế thì phổi bên phải chúng ta sẽ có ba thùy này, phổi bên đâu nhầm, đúng rồi, phổi phải thì là phải ba trái hai, thì một phổi bên phải sẽ có ba thùy và phổi bên trái sẽ có hai thùy nha cô ba anh chị nha. Đấy, phải ba trái hai đấy. Thế thì khi mà phổi của chúng ta, khi mà chúng ta hít hết cỡ này, chúng ta hít sâu sao cho mà cái thùy đầu tiên ấy, tức là chúng ta phồng hết cả bụng và ngực lên, tức là cái phổi của chúng ta nó được căng giãn ở cái mức tối đa. Có nghĩa bình thường nếu mà chúng ta hít bình thường ấy, xong chúng ta thở ra luôn, thì phổi của chúng ta nó chỉ sử dụng khoảng 2 phần 3 thôi, còn 1 phần 3 nữa là nó chưa hề sử dụng, dẫn đến là sau một thời gian chúng ta có tồn một cái lượng khí cặn ở phía bên dưới, tức là chúng ta sẽ có hai phổi như thế này. Và bình thường chúng ta hít ấy, chúng ta chỉ dùng 2 phần 3 dung tích thôi, còn khi mà cô bác anh chị chúng ta hít hết cỡ vào và chúng ta giữ, thì lúc này chúng ta đang đẩy được cái khí cặn ra phía bên ngoài ạ. Chúng ta đang đẩy được cái lượng khí cặn còn tồn dư ở trong phổi ra bên ngoài. Và lúc này thì cái việc thông khí của phổi nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Và từ đó chúng ta có nhiều oxy hơn. Và nhiều oxy hơn thì đương nhiên cô bác anh chị có sức khỏe tốt hơn đúng không ạ? Rồi ạ. Vậy nên là chúng ta hít vào bao nhiêu lâu thì chúng ta cố gắng giữ trong vòng bấy nhiêu lâu ạ? Rồi ạ, xin mời bác sĩ Hồng tiếp ạ. Cái thì đầu tiên với mục đích là để làm toàn bộ tất cả các khí nó đến với tận cùng tất cả các cái phế nang của phổi đó, để so giúp cái quá trình thông khí của chúng ta được tốt hơn. Cái thì thứ hai, tại sao với chúng ta giữ làm sao để cố gắng là gồng cái cơ bụng lên. Mọi người sờ vào mọi người thấy cái phần bụng của chúng ta nó rất là cứng ấy đấy. Cái giai đoạn này giữ bởi vì cái lý do là để nó sẽ là một cái quá trình hoàn thiện để thông khí trao đổi giữa cái CO2 và oxy của chúng ta, hiểu đơn giản như thế. Thì nó là một cái quá trình mà nó trao đổi toàn bộ lại những cái này thì nó mới đem lại cho mọi người cái phổi của chúng ta mới nhận được là các cái oxy nó được là trong lành và nó sẽ có hiệu quả hơn cho cái quá trình mà về sau của chúng ta để cung cấp cho các cái cơ quan. Đấy là cái lý do vì sao mà mình phải giữ ở trong cái thì này. Thực ra thì cố gắng là không cần phải phải giữ giữ quá là lâu. Mỗi một cái thì của chúng ta thì nó sẽ dao động khoảng đâu đó khoảng tầm 2 cho đến 5 giây tùy theo cái ngưỡng của chúng ta nha. Cho nên đây mới là cái biện pháp vì sao mà chúng ta phải tập là vì như thế ạ. Đó, nên là cố gắng là giữ theo cái ngưỡng của mọi người. Thì khi mà chúng ta hít vào này, hít từ từ này, đặt tay lên ngực và bụng này, cho nó phồng ra hết cỡ này. Đó, bụng chúng ta phình to. Thì bắt đầu đến cái thì thứ hai là chúng ta sẽ giữ giữ cũng khoảng tầm đúng bằng cái thời gian mà chúng ta hít được vào khi mà nó căng bụng. Thì sờ vào bụng rất là cứng. Rồi bắt đầu sau đó đến thì thứ ba là chúng ta sẽ thở từ 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 ra, kết hợp với cái việc hóp bụng để đẩy toàn bộ các cái khí khi mà chúng ta trao đổi để đẩy toàn bộ ra ngoài, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình mà đào thải toàn bộ các cái khí cặn và các cái khí CO2, những cái khí không tốt để đẩy ra bên ngoài cho chúng ta. Đó. Sau đến cái thì thứ ba thì đến thì thứ tư là tiếp tục chúng ta cũng sẽ giữ một cái khoảng giống như là cái thì nín thở mà khi mà mọi người làm thì thứ hai ấy. Đấy. Với mục đích của cái thì này ấy, là để cho nó đảm bảo giữ cái sự mà nó có sự cân bằng âm dương ở các cái phần trong cái phần cơ thể của chúng ta, thì để cho cái quá trình mà chuyển hóa và được chuyển đổi về sau này cho các cái ngũ tạng, giữ tạng phế và đi đến các cái tạng khác trong cơ thể nó được hiệu quả hơn. Thì đấy sẽ là cái lý do vì sao mà chúng ta phải giữ nín thở trong đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ lặp lại một cái quá trình chúng ta hít thở bình thường. Và cái tập thở này thì không phải là chúng ta nên tập liên tiếp nhé, mà chúng ta sẽ Nghĩa phải là tập lúc chúng một ta thở cách ra. ra, có nghĩa là lúc mà mình thở thở hết ra là mình cũng phải giữ một lúc đúng không ạ, Giữ một lát, giữ khoảng tầm 2 cho giữ đến một 5 lát giây, tức là bằng bốn cái sau đó khoảng này chúng nó ta sẽ thời nối gian sẽ lại bằng lúc nhau. nào. Vâng, À đúng rồi rồi ạ. rồi cô ba anh chị bây giờ làm lại nha, mình làm lại nào. Bây giờ mình nằm xuống này, mình đặt tay vào ngực và đặt tay ở dưới phần bụng để mình cảm nhận được cái ngực của mình nó phồng lên và cảm nhận được cái bụng của mình nó phồng lên. Và khi mà chúng ta hóp lại, chúng ta thở ra, chúng ta hóp lại thì chúng ta cảm thấy là cơ bụng của chúng ta nó đang cứng và nó đẩy được cái khí cặn ở bên phần bên dưới lên. Rồi ạ, cô ba anh chị chúng ta lại nhìn lại cái hình cái phổi nha, cô ba anh chị nha. Đây,
Bây giờ là hình cái phổi như thế này, làm thế nào để chúng ta không bị tồn đọng những khí cặn ở phía bên dưới đáy phổi? Bình thường nếu như chúng ta không tập thở, chúng ta chỉ hít thở thông thường mà chúng ta cũng chẳng tập luyện gì mạnh ấy, thì nó chỉ sử dụng đúng 2 phần 3 dung tích của phổi thôi, còn 1 phần 3 là gần như cặn ở bên dưới không được chạm tới, và dẫn đến là dần dần chúng ta gặp các vấn đề liên quan đến phổi và cái sức khỏe của chúng ta nó cũng không được tốt. Và nếu như mà chúng ta tập thở đúng thì chúng ta có thể là tận dụng được 1 phần 3 còn lại đó vào cái sức khỏe chúng ta. Mọi người hãy hình dung mà xem, chúng ta có nhiều oxy và chúng ta có nhiều năng lượng và nhiều cái sức khỏe tốt hơn như thế nào, đúng không cô ba anh chị? Vậy nên là bây giờ chúng ta cùng làm lại nha. Bây giờ chúng ta cùng làm lại nào. Bây giờ chúng ta cùng nằm ra nha. Và bắt đầu chúng ta cùng tập thở lại nha cô ba anh chị nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đặt tay lên và chúng ta tập thở nào. Đầu tiên chúng ta sẽ hít vào hết cỡ sao cho ngực và bụng phồng lên. Thì thứ hai thì chúng ta sẽ giữ, và thì thứ ba thì chúng ta sẽ thở ra hết cỡ ạ. Giữ một lúc và thì thứ ba thì chúng ta sẽ thở ra hết cỡ và chúng ta cũng lại giữ, xong bắt đầu chúng ta mới lại hít ạ. Thì đó là 4 thì nha. Thì đầu tiên là hít vào hết cỡ, thì thứ hai giữ, thì thứ ba thở ra hết cỡ và thì thứ tư giữ, xong lại quay trở lại lặp lại chu kỳ. À cô bác anh chị chúng ta đã hiểu hơn chưa ạ? Và bài này thì rất là dễ dàng rồi. À, bài này nó rất là dễ và cô ba anh chị chúng ta có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, ngay tại nhà, thậm chí là ngay cả kể cả khi chúng ta vừa mới ngủ dậy hoặc là trước khi đi ngủ hoặc là bất kể chỗ nào đấy, đúng không ạ? Chúng ta có thể kiếm một cái ghế, chúng ta nằm ra, chúng ta ngả lưng, chúng ta nằm ra cũng được, hoặc là cô ba anh chị chúng ta có thể nằm trên giường cũng được nha. Đấy thì mình bắt đầu làm nào. Mình bắt đầu hít vào nha. Rồi ạ, đoạn hóp bụng vào thì chúng ta cần phải giữ nhá. Làm thế nào để đẩy được hết khí ra? Đấy, làm thế nào để hít thật sâu vào và làm thế nào để đẩy được hết khí cặn ra? Đó. Thế chúng ta cần làm này bao nhiêu lần nhỉ bác sĩ Hồng? À, thông thường thì cái bài tập này chúng ta sẽ 30 cố gắng phút. thực hiện khoảng tầm 5 cho đến 10 lần theo cái nhịp thở này này. Đó, một ngày thì chúng ta có thể tập từ 1 đến 2 lần. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái bài tập này thì đầu tiên mọi người sẽ không có thể giữ được cái khoảng thời gian lâu đâu. Cho nên là chúng ta sẽ nghe theo cái ngưỡng cơ thể của chúng ta. Mới ban đầu thì mọi người có thể là chỉ cần 1 cho đến 2 giây ở mỗi một cái thì cũng được. Sau đó thì chúng ta sẽ có những khoảng nghỉ và chúng ta bắt đầu tập để nhích dần cho cơ thể của chúng ta quen. Thì sau đó khi mà chúng ta ổn định rồi thì chúng ta sẽ tăng ngưỡng dần lên. Thì tập thở như thế này nó sẽ đâu đó kéo dài khoảng tầm từ 5 cho đến 10 phút. Thì là nó sẽ bắt đầu được coi là tính là tầm ổn định, và một ngày chúng ta sẽ tập khoảng từ 1 cho đến 2 lần. Cốt là làm sao cho mỗi một cái chu kỳ tập chúng ta giới hạn ở trong khoảng tầm 7 đến 10 vòng là được. Dạ, vậy thì là một ngày chúng ta sẽ bỏ ra khoảng 5 đến 10 phút tập thở thôi cô bác anh chị ạ. Và chúng ta sẽ tập như vậy 2 lần nhá. Có thể là một lần vào buổi sáng, có thể là vào một lần vào buổi tối ạ. Để trước khi đi ngủ chúng ta được thông khí tốt thì chúng ta cũng sẽ có một sức khỏe tốt hơn, đúng không ạ? À, ví dụ như buổi sáng khi mà thức dậy thì chúng ta thông khí để chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng. Còn buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta thông khí để chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Mình cam kết mình tập nha. Mình tập như thế một ngày. À, buổi sáng 10 phút, buổi tối 10 phút thì cái cặn ở trong phổi nó sẽ được đẩy ra và chúng ta có cái lượng oxy nó tốt hơn rất là nhiều. Thì đấy là một cái biện pháp dưỡng sinh ở trong đông y.